Quý vị đang theo dõi nội dung điểm báo ngày mới. Thông tin đầu tiên được chúng tôi cập nhật đến quý vị liên quan đến việc lãi suất huy động các ngân hàng hiện nay đang ở mức thấp, khiến tiền gửi tiết kiệm của người dân ngày càng teo tóp. Theo tìm hiểu của phóng viên báo Thanh Niên, sau đợt tăng mạnh vào dịp Tết Nguyên đán, lãi suất trên thị trường liên ngân hàng hiện nay tiếp tục trượt giảm về gần mức 0%. Trả lời phỏng vấn báo Thanh Niên, ông Lê Đạt Chí, chuyên gia kinh tế cho biết, lãi suất huy động phải ở mức thấp để các ngân hàng có thể cho vay thấp, hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, thúc đẩy kinh tế phát triển. Về trung hạn, việc tăng lãi suất sẽ có hại cho nền kinh tế, gây ra nhiều hệ lụy do tỷ lệ nợ của doanh nghiệp ở mức cao, chưa kể lãi suất cao còn ảnh hưởng đến chi tiêu, kích thích kinh tế tăng trưởng. Vaccine ngừa COVID-19 thứ hai của Việt Nam được thử nghiệm trên người là thông tin được nhiều trang báo đăng tải. Báo Sài Gòn Giải Phóng đưa tin, hôm qua vaccine COVID-19 Covivac của Viện Vaccine và Sinh phẩm Y tế IVAC nghiên cứu sản xuất đã bắt đầu được tiêm thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 trên 6 tình nguyện viên. Theo kế hoạch sẽ có 120 tình nguyện viên thử nghiệm lâm sàng. Trong suốt quá trình nghiên cứu, các tình nguyện viên sẽ được theo dõi sức khỏe qua điện thoại và mời đến thăm khám 7 lần còn lại theo lịch nghiên cứu nhằm đánh giá an toàn và tính sinh miễn dịch của vaccine. Báo Sài Gòn Giải Phóng cho biết dự kiến việc tiêm thử nghiệm vaccine COVID-19 Covivac sẽ hoàn thành vào tháng 7 năm 2021. Sau khi có báo cáo kết quả giữa kỳ và cuối kỳ của giai đoạn 1, nếu vaccine cho thấy đạt các tiêu chuẩn về an toàn và tạo được miễn dịch có khả năng phòng bệnh, nhóm nghiên cứu sẽ tiếp tục triển khai giai đoạn 2 với cỡ mẫu lớn hơn tại Trung tâm Y tế huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, một cơ sở y tế đã được Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương lựa chọn và tổ chức triển khai thử nghiệm lâm sàng nhiều vaccine trước đây. Báo Vietnamnet có thông tin đáng chú ý về vụ chìm tàu tại vùng biển Mũi Né, Bình Thuận. Theo đó, tối ngày 14 tháng 3, tàu Hoàng Bạch Đằng tải trọng 2.560 tấn, gồm 7 thuyền viên, đang chở 1.500 tấn tro bay từ cảng quốc tế Vĩnh Tân đi Vũng Tàu để trả hàng thì bị chìm ở vùng biển Mũi Né. Ngay khi nhận được thông tin vụ tai nạn, cảng vụ hàng hải Bình Thuận đã phối hợp trục vớt tàu. Trả lời phóng viên báo Vietnamnet, Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường Trần Hồng Hòa cho biết, đây là một sự cố nhưng không ảnh hưởng lớn tới môi trường biển, bởi tro bay là một loại tài nguyên tái chế được sử dụng làm nguyên liệu đầu vào, phụ gia của ngành sản xuất xi măng. Tuy nhiên, theo nhận định của một chuyên gia về môi trường, sự cố trên có ảnh hưởng tới môi trường biển hay không còn phụ thuộc vào vấn đề bảo quản tro bay trong quá trình vận chuyển và quá trình chìm tàu. Một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng vừa xảy ra tại công trình thi công nhà xưởng của công ty Ford Bình Phước. Thưa quý vị, đưa tin về sự cố tai nạn lao động này, báo Tuổi Trẻ cho biết, sáng ngày 15 tháng 3, tại công trình thi công nhà xưởng của công ty Ford Bình Phước, chiếc xe cẩu đang thi công công trình bất ngờ bị đứt cáp cần cẩu nâng hàng, khiến hai công nhân chết thương tâm tại chỗ và một người khác bị thương. Ngay sau khi vụ tai nạn lao động thương tâm xảy ra, công an thành phố Đồng Xoài và công an phường Tân Phú đã tới hiện trường để điều tra vụ việc. Có mặt tại hiện trường, phóng viên báo Tuổi Trẻ ghi nhận, nhà xưởng của công ty Ford Bình Phước nằm trên phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài. Công trình thi công được khoảng 6 tháng nay, dự kiến đưa vào hoạt động vào cuối năm 2021. Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng, mọi hoạt động thi công đã tạm ngừng.